Một hôm anh về em bâng khuâng đứng trông theo, hoàng hôn nắng niu bước đôi chân người em yêu. Em nhớ thương nhiều, lòng sao xuyến thêm nhiều. Hiu hắt sương mờ xuống tịch liêu. Rồi em đi nhặt hoa băng xê ép trong thơ, thầm trao cho anh những khi tâm hồn bơ vơ. Khi gió sang mùa làm rơi lá bên hồ, hoa nói lên ngàn nỗi mong chờ. Có biết rằng tâm tư em một lần đầu tiên đã mến yêu, có thấu rằng anh xa xôi còn lại mình em dưới sương chiều. Tìm nhau trong màu hoa băng xê tím chơi vơi, tìm nhau trong về chốn phương trời, theo cánh hoa lòng đến bên. Siêu phẩm tiếp theo mà muốn giới thiệu và gửi tới các bác đến từ thương hiệu Sony. Và đây là một trong những cái sản phẩm mà rất là lâu rồi với về hàng tại Thanh Tâm. Lâu ở đây không phải là cái lâu về cái đầu máy up ly, mà lâu về cặp loa các bác nhá. Tại vì sao? Tại vì cái dòng ampli số Sony HF1 thì Thanh Tâm Audio đưa về rất là nhiều và cung cấp tới các bác chơi DAC trên toàn quốc. Thực ra là cái đầu Sony HF1 đến thời điểm hiện tại thì cái mức giá ở bên Nhật đang tăng giá rất là nhanh. Một chiếc máy nguyên thùng xốp đẹp xuất sắc không tì vết như thế này về hàng bây giờ đang mức giá là 17.500.000. Ngày trước em chỉ bán khoảng đâu đó khoảng 16.500 hoặc 16 triệu thôi. Tuy nhiên bây giờ thì cái mức giá đấy chúng ta không thể mua được sản phẩm này. Nhưng mà được rất nhiều người quan tâm và hỏi, vì thế là Thanh Tâm Audio vẫn tìm kiếm và đấu giá đưa về những cái bộ sản phẩm đẹp về Sony HF1 để gửi tới các bác. Sony HF1 của chúng ta thì sẽ được xuất xưởng với cặp loa zin của máy, đó là cặp loa Sony HA1. Và cái cặp loa này thì nếu mà tính ra về hàng tại Thanh Tâm thì đây là cặp thứ 3. Còn hai cặp trước thì cũng phải cách đây 1 đến 2 năm trước rồi, với về cả đủ combo. Tại thời điểm năm vừa rồi đây em chỉ bán ampli không và ít mua loa về. Ngày hôm nay thì bộ này về có thùng xốp xuất sắc luôn. Tuy nhiên thì cái đầu máy ampli này đã được một anh khách ở Quảng Ninh đặt hàng về để làm DAC. Nhưng mà trong video này cũng sẽ giới thiệu luôn tới các bác cái cặp loa Sony với cái tên mã là HA1 chuẩn Hi-Res Audio trong cái dòng HF1 này. Bộ này thì về hàng có thùng xốp đẹp xuất sắc các bác nha. Ampli với mức giá là 17.500.000 và cặp loa này với mức giá là 10 cặp loa này với mức giá là 8.500.000. Vì thế nên nếu mà các bác mà đang chơi HF1 mà chưa có loa bookshelf ấy thì các bác cũng có thể nghiên cứu ngay cặp loa zin này của máy với mức giá là 8.500.000, hàng có thùng xốp. Đây là chiếc máy Sony HF1 được đặt hàng cho khách, các bác có thể nhìn thấy cái độ mới này, cực đẹp xuất sắc, còn mà con đét con này cũng tương đối cao nhá. Đét con này được sản xuất năm 2019 luôn đấy các bác ơi. Năm 2019 này. Và cái bộ này sẽ được giới thiệu ra thị trường vào năm 2014 cơ. Đến thời điểm hiện tại chưa có một mẫu mã nào thay thế cho cái dòng sản phẩm đỉnh cao này. Và các bác có thể nhìn thấy cái thiết kế đỉnh cao của Sony thì đến thời điểm hiện tại nó vẫn là đẹp, vẫn là phù hợp với xu thế. Đó, đây là cặp loa zin HA1 Sony, 4 đường tiếng, 2 chép, 1 trung, 1 bass. Thiết kế rất là đỉnh cao, hình giọt nước, bán nguyệt. Ở phía trên chúng ta sẽ có một chép đánh ngược lên trần, mặt trước sẽ có một chép tiếp và đây sẽ là trung và bass. Cặp loa này là một trong những cặp loa duy nhất được chứng nhận tiêu chuẩn Hi-Res Audio tại Thanh Tâm Audio. Và em cũng chưa nhìn thấy cặp loa nào chứng nhận tiêu chuẩn này. Và các bác có thể nhìn thấy khi mà đặt hệ thống Sony HF1 cạnh nhau thì trông rất là đồng điệu, màu bạc, cực sang chảnh. Cặp loa này thì sẽ có cái thiết kế đó là màu bạc, ở hai bên hông ấy sẽ được ốp nhôm vành viền luôn, hình giọt nước ở đây. Đó, thiết kế rất là uyển chuyển, đường nét cong uốn. Còn chiếc ampli này thì giới thiệu rất là nhiều rồi, là một chiếc ampli số kiêm DAC, tích hợp ổ cứng 500G bên trong là lưu trữ nhạc. Ngoài ra còn hỗ trợ giải mã tín hiệu từ Smart TV đồng trục
đó, hỗ trợ cả đường line in và line out để làm DAC. Cầu loa của Sony HA1 thì sẽ được thiết kế dạng bắp chuối, nội thất hơi phía sau đó. Công suất của loa là 100W các bác nhá. 100W thì em nghĩ là cũng khoảng đánh tối đa tổng lực thì chắc khoảng 70-80W thôi. Còn công suất định mức mà hãng chia sẻ cho chúng ta là 100W. Vậy cái bộ này thì sẽ đáp ứng cho các bác ở không gian khoảng 35-40m². Và đặc biệt là bộ này các bác chơi thì sầu còn là miễn chê luôn. Nói chung là trừ những người lớn tuổi không rành về công nghệ thì có thể không thích bộ loa này. Còn đối với Thanh Tâm Audio cũng như em nghĩ là tất cả các bạn trẻ thì khi mà chơi cặp loa lại bộ hệ thống dàn này thì miễn chê luôn. Full option, đầy đủ tính năng. Đặc biệt là đã chứa 500GB nhạc số bên trong máy. Chỉ việc của chúng ta là chỉ cần dùng điện thoại và chọn nhạc ra mà chơi thôi. Đây là combo rất là hiếm có về Việt Nam. Và cái clip này cũng sẽ được gửi tới anh khách ở Quảng Ninh về cái đồng bộ, để anh xem anh có chốt luôn cặp loa không. Còn nếu mà anh không chốt cặp loa thì cơ hội sẽ còn rất nhiều cho các bác đang sử dụng những cái hệ thống Sony HA1 này. Em bán rất nhiều đầu máy này rồi và thường sẽ không có loa, nhưng mà sau khi xem clip này chắc chắn sẽ có khách liên hệ lại để hỏi cặp loa này các bác nhá. Về hình thức thì độ mới là 98-99%, đầu máy âm ly mới, kính con có thể bán mới được, không có một vết xước răm hay cấn cạnh gì cả. Hiện tại thì đã được nạp sẵn nhạc, được Thanh Tâm Audio cóp sẵn nhạc vào bên trong máy các bác nhá. Sony HA1 loa gì? Đấy là tất cả thông tin mình muốn chia sẻ với các bác. Việc các bác chỉ cần chọn nhạc ở trong này để chơi thôi. Em hãy về đi, một sáng tác của nhạc sĩ Hải Nguyên. Đây, mời các bác thưởng thức dòng nhạc Bolero trên Sony HA1. Con này đọc được cả file DSD 11.2 các bác nhá. Đời từ muôn thuở tiếng mưa có vui bao giờ, chuyện lòng tôi kể cách đây đã ba mùa mưa. Tôi đem tất cả tim nồng trao đến một người, nguyện trọn thương trọn nhớ. Nàng là chính nữ tóc buông kín đôi vai gầy, một làn môi đỏ mắt chưa vướng đâu vì ai, chân son gót nhỏ đi tìm hương phấn cho đời, trời xanh đã an bài. Yêu nhau như bướm say hoa, đẹp như ước mộng vừa qua những năm đầu. Tình năm thứ ba, nhìn trời mưa đổ thấy đau bớt cơn u hoài, tình là hoa nở thắm tươi đó nhưng rồi phai. Khi xưa nếu chẳng đem tình trong đáy tâm hồn thì nay có đau buồn. Chẳng đem tình chôn đáy tâm hồn thì nay có đâu buồn. Thank you.
còn đây. Nên những khi mưa đến làm sao duyên giấc ngủ chưa đến cho nhau đều mất đi, xin đừng quên tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm rớt những giọt mưa cuối cùng. Tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm rớt những giọt mưa cuối. Ok, bác nào quan tâm tới Sony HS1 âm ly kiêm DAC có thể liên hệ tới số hotline của Thanh Tâm để đặt hàng. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.